Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người cái sản phẩm dầu húng chanh mini này nhé. Được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Secret Life. Em sẽ giải thích cho mọi người biết lý do tại sao cái sản phẩm dầu húng chanh mini này giải quyết được tất cả các tình trạng như là ho, sổ mũi, ngạt mũi và ho có đờm ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhé. Thì trong cái sản phẩm dầu húng chanh này có chứa 90% là lá húng chanh, 5% là cỏ xạ hương nhập khẩu và 5% là đường phèn nhé. Vì trong cái cỏ xạ hương này có hai thành phần rất là quan trọng, đó là thymol và cavarol, có tính kháng viêm mạnh nên giảm viêm và phù nề tại chỗ nhé. Ngoài ra thì cỏ xạ hương cũng được chứng minh là có tác dụng kháng virus, vi khuẩn mạnh, đặc biệt là những vi khuẩn gây viêm hô hấp và viêm phế quản ở trẻ em nhé. Thymol thì có khả năng làm giảm các tình trạng vi khuẩn kháng các thuốc kháng sinh tự nhiên thông thường như là penicillin. Nó có hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ nên thường được sử dụng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ và người già. Và trong cái quá trình sử dụng thì các mẹ sẽ chú ý cân bằng dinh dưỡng cho con này, giữ ấm cơ thể cho con và massage thêm bằng dầu tràm hoặc sáp ấm này nhé. Và các mẹ sẽ vũ dung nong đờm cho con khi mà con ho có đờm nhé. Các mẹ có con ở cái tình trạng trên ấy, thì hãy inbox ngay cho em nhé.